Xin chào mọi người, nhất là những người em tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đây là video clip anh làm về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, cả nam lẫn nữ. Thì Kỷ Mùi thì như đã nói hồi đầu năm, thì nam mạng thì năm nay đứng sau thái bạch, nữ mạng thì được sao thái âm. Tuy nhiên là năm nay là năm xuân, đó là năm mùi, thìn tuất sửu mùi, gọi là xuân niên, cho nên gọi nó có nhiều điều không tốt đẹp lắm, dù rằng là nữ mạng có sao thái âm. Tại vì sao thái âm nó không cùng hành với lại người mệnh hỏa, cho nên cái sao thái âm nó cũng chả có tốt tác dụng bao nhiêu. Đặc biệt là sao thái bạch đối với người tuổi Kỷ Mùi nam mạng thì hoành hành khá dữ dội, theo những gì mà anh quan sát được, thì và những cái gì mà mọi người gọi điện và mọi người nhờ anh tư vấn, thì anh thấy rằng 6 tháng đầu năm đối với những cái người mà Kỷ Mùi nam hay nữ mạng thì đều có vẻ là không tốt đẹp cho lắm ha. Thì xem ra coi là 6 tháng cuối năm của năm Mậu Tuất này có cái gì khác biệt hay không, và có cái thuận lợi và may mắn nào đối với người Kỷ Mùi hay không. Thì tháng 6 âm lịch là tháng Kỷ Mùi, bây giờ là chúng ta đang ở vào giai đoạn cuối của tháng Đinh Tỵ, còn 4-5 ngày nữa thì đã vượt qua cái tháng Đinh Tỵ và rơi vào tháng Mậu Ngọ, bắt đầu tháng Thiên Thượng Hỏa. Thì sau đó thì tháng Thiên Thượng Hỏa và tháng Mậu Ngọ là tháng lục hợp đối với tuổi của mọi người ha. Rồi thì coi thử là xem thử mọi điều nó có tốt đẹp hay không. Rồi ha, thì Mậu thì ngon lành ha. Thì tháng 7 đầu tiên là tháng 7, sau tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch thì đến tháng 7 là một tháng Canh Thân, tháng Mộc. Như vậy thì mệnh cũng như Thiên Thượng Hỏa sẽ được tương sinh, đó là Mộc sinh Hỏa, bản mệnh rất tốt. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì các tinh quân tốt sẽ được hưởng lợi, cũng giống như Mậu Ngọ vậy đó, được tất cả các tuổi khác cũng giống vậy thôi. Thì sẽ các tinh quân ở trong mệnh chúng ta sẽ tốt và phát sáng ra. Người nam thì sẽ các tinh quân tốt sẽ phát huy cái tác dụng mà khống chế cái sao thái bạch của sao chủ thái bạch ha. Thiên can canh và kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nhưng mà xét về nạp âm ngũ hành, canh thì thuộc kim, kỷ thuộc thổ, cho nên gọi là trong dòng tương sinh vẫn có tốt đẹp cho công việc, thậm chí là có lợi lộc nhưng không lớn ha. Thiên can thân ha, mùi cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương khắc gì hết. Tuy nhiên thân thì cũng thuộc hành kim, mà mùi thì thuộc hành thổ, cho nên là vẫn được tương sinh là thổ sinh kim. Mà như vậy là thiên can mà về thiên can và địa chi về mặt nạp âm ngũ hành mà đều được tương sinh thổ kim, tốt đẹp ha. Mệnh được mộc tương sinh hỏa, cho nên có thể nói là tháng 7 sau khi rời qua cái tháng tuổi tháng 6 âm lịch là Kỷ Mùi, thì bước vào tháng 7 sẽ có nhiều điều tốt đẹp, và hy vọng rằng nó sẽ cứu vãn được, bắt đầu cái sự tốt lành nó sẽ hững hơn. Như anh đã nói, 6 tháng cuối năm đối với người Kỷ Mùi là một cái trang hoàng hoàn toàn khác ha. Có thể nói là cái nó chuẩn bị kết thúc cái 10 năm đại hạn, thì nó sẽ có nhiều điều mà tốt đẹp hơn, đúng không? Nó thấy ánh sáng ở cuối đường hầm rồi thì mọi điều nó sẽ ok. Rồi tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu đó, thì người ta còn gọi là năm nay được gọi là tháng Tân Dậu, một tháng mộc tiếp. Như vậy mộc tương sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh tốt giống như là tháng 7 âm lịch ha. Rồi thiên can tân kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tân thì cũng thuộc hành kim, cho nên là về mặt nạp âm ngũ hành là kim thổ sinh kim, kỷ là thổ mà, cho nên là thuộc dòng tương sinh, tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc. Dậu và mùi thì cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khác nhau, không tương hợp. Tuy nhiên là dậu cũng kim mà mùi thì thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh. Như vậy tháng 7 âm lịch và tháng 8 âm lịch là hoàn toàn giống nhau. Về mệnh thì cũng được tương sinh mộc hỏa,
thiên can và địa chi cùng để nạp âm ngũ hành đều được tương sinh, như vậy là tốt đẹp. Mọi điều có thể nói là bước qua tháng 6, cái hai cái tháng liên tiếp ngon lành ha, dễ sinh tài lộc và có nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên bước qua tháng 7, tháng 9 âm lịch là tháng Nhâm Tuất, một tháng thủy. Như vậy mệnh là thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Người mình là thiên thượng hỏa, gặp tháng này là tháng đại hải thủy, thì thủy khắc hỏa, nhưng thực chất ra thì không có quá nặng nề, vì chúng ta là thiên thượng hỏa này, thủy này thì ở đại hải thủy này, thủy dưới nước, chúng ta lửa trên trời, cũng không có liên can với nhau gì, cho nên về mặt sức khỏe cũng có thể nói là không có việc gì để xảy ra. Nhâm kỷ thì không xung công hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ ở trong thiên can về mặt tử vi, cho nên là nói công việc cũng không có việc gì nào quá lớn lao, quá xung khắc mà gây ra hao tốn cho chúng ta đâu. Cho nên là các em kỹ ngồi yên tâm ha, sao thái bạch của các em trai thì cần sợ, chứ còn sao thái âm của các em gái thì rơi vào tháng này cũng không quá khó khăn. Tại vì sao? Từ thực chất đó là chữ nhâm á, nạp âm ngũ hành của chữ nhâm á là thủy, chữ kỷ là thổ, cho nên là có thể nói là kỷ chúng ta về mặt nạp âm ngũ hành là khắc thủy, kỷ nó khắc nhâm về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là dù gì đi nữa thì có chỉ những người sao thái bạch bị chịu nặng thôi, chứ sao thái âm tốt thì không đến nỗi nào. Ngon lành ha. Rồi địa chi á, Tuất Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi. Tuất Mùi thì thuộc nhóm tự hình, mà ý nghĩa của cái tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu. Như vậy thì rõ ràng là địa chi không tốt đẹp ha, địa chi có những cái sự mà xung khắc nhau, tuy không phải là lục xung không nặng như lục xung, nhưng mà nó cũng là một trong những cái điều mà cần phải để ý chú tâm nhiều ha. Rồi tiếp theo là tháng 10 âm lịch, một tháng thủy tiếp theo, tháng này là tháng Quý Hợi. Mệnh thì cũng như vậy, mệnh thì tháng thủy tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Còn về mặt thiên can á, chữ kỷ của Kỷ Mùi nó khắc chữ quý, thiên can khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm nhưng cũng dễ dàng vượt qua, đúng không? Tự gì là sao? Tự là thiên can chúng ta khắc tháng, nhưng phải tháng khắc thiên can, cho nên là dù là có cái sự tranh chấp, có cái sự không tốt đẹp, nhưng mà chúng ta khắc nó thì chúng ta giải quyết nó vậy được, chứ không phải là nó khắc chúng ta và tạo ra sự rối rắm và bế tắc. Tuy nhiên là tháng này là tháng bị thủy nó khắc hỏa, thì khi mà bổn mạng bị tương khắc, các cái tinh quân tốt nó sẽ không được hưởng lợi và nó không phát sáng, mà gặp cái thiên can mà nó kỹ nó khắc quý này nữa thì cần cẩn thận, đặc biệt là các em trai với cái sao thái bạch thì rất là dễ hao tốn tiền tài. Tuy nhiên địa chi nhóm thuộc nhóm tam hợp, Hợi Mão Mùi là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà có thể phải nói là còn có chắc cho cả cái công việc nữa. Tuy nhiên là cũng không có ngon lành gì lắm đâu, tại vì là chúng ta nên nhớ rằng có ba cái để xét về cái việc là tử vi của tháng nó có tốt với chúng ta hay không, những người Kỷ Mùi hay không. Thì lý do là sao? Thì chúng ta có là thủy nè khắc hỏa về mệnh ha, thiên can kỷ khắc quý thì đã là không tốt, cho nên là có Hợi Mão Mùi tam hợp của tháng mà trong cái năm mà năm xung thì rõ ràng là nó cũng không có mấy cứu vãn được cái tình thế mà khó khăn, cho nên là đừng có ỷ lại vào cái tháng tam hợp. Nhiều khi cái tháng có tam hợp đó, ở tháng nghe nói là tháng Hợi thì người tuổi Mùi là phải ngon lành, nhưng mà thực chất ra thì tháng này tiềm ẩn những khó khăn, là các em thì cần cẩn thận, đặc biệt là các em nam dưới sao thái bạch. Tiếp theo là tháng 11 âm lịch, một tháng kim, tháng này là tháng Giáp Tý. Tháng Giáp Tý của tháng 11 âm lịch, tháng Giáp Tý là của năm Mậu Tuất 2018. Thì như vậy là mệnh là chúng ta thiên thượng hỏa khắc được hải trung kim, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ nhàng dễ vượt qua. Vì dù là tương khắc bản mệnh nhưng mà là chúng ta khắc nó thì đỡ hơn là nó khắc chúng ta. Tuy nhiên là chúng ta cũng không khắc được nhiều đâu,
Tại vì như đã nói thì Giáp Tý là Hải Trung Kim, thì chúng ta là thiên thượng hỏa, chúng ta phải đốt biển rồi mới tới kim, cho nên là thật sự ra là không làm gì được cái Hải Trung Kim này cả ha. Thiên can á thì chữ Giáp nó hợp chữ Kỷ, thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp trung chính chủ về tính ha, thì công việc dễ sinh tài lộc và có tiền tài để mà trang trải. Rõ ràng thì chúng ta mệnh khắc tháng ha, thiên can thì được ngũ hợp như vậy thì có vẻ là ngon lành. Thì xét về địa chi á thì không, lại không tốt đẹp, vì tự sao tự là Tý Mùi á thì nhóm tương hại, tương hại là hai cái tuổi nó cản trở nhau trong công việc, gia đạo dễ sinh nhiều buồn phiền khó chịu trong cuộc sống. Như vậy thì tưởng rằng thiên can công việc tốt đẹp thì mọi điều nó sẽ tốt đẹp, tuy nhiên hỏa nó khắc kim thì bổn mạng nó cũng có một chút rắc rối, và Tý Mùi thì thuộc nhóm tương hại, nó có gia đạo không có ngon lành. Như vậy tháng 11 thì cũng như tháng 10 có được một cái tương hợp, có một cái tam hợp hợi Mão Mùi, thì ở dưới này thì thiên can thuộc ngũ hợp, thuộc công việc nó tốt đẹp ha, chứ nó không được. Thế thì cái mình cứ xét ba cái để mà xét về tử vi của tháng, thì có hai cái nó tương khắc, một cái nó tương hợp, thì nó không đủ để kéo lại những cái sự buồn phiền trắc trở trong cái tháng đó. Như vậy là tháng 10, tháng 11 cũng không ngon lành. Như vậy tối người Kỷ Mùi thì có mấy tháng, có hai tháng, tháng 7, tháng 8 là ngon thôi, chứ tháng 9, tháng 10, tháng 11 ba tháng nó cũng không tốt đẹp gì lắm. Tiếp theo là một tháng cuối cùng của năm, tháng Chạp. Tháng này là tháng Ất Sửu, một tháng Kim. Như vậy thì mệnh cũng như tháng 11 thì hỏa khắc kim, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn. Ất, chữ Ất của Ất Sửu khắc chữ Kỷ, thiên can khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm bế tắc, đặc biệt với nam mạng là do những sao kê đồ. Sửu Mùi là lục xung địa chi đó, là lục xung, mà lục xung là sự mô tả sự chống đối, đối chọi lẫn nhau. Như vậy rõ ràng tháng Ất Sửu đối với người mà nữ mạng hoặc là nam mạng tuổi Kỷ Mùi trong năm Mậu Tuất này thì là tháng xấu nhất nha, tháng Chạp là tháng xấu nhất của người Kỷ Mùi trong năm Mậu Tuất 2018. Tại sao? Mệnh là bị tương khắc nè, hỏa khắc kim ha, thiên can Ất khắc Kỷ ha, rồi địa chi Sửu Mùi lục xung, rõ ràng là thấy là có những cái mà ba cái xét về nạp âm ngũ hành tử vi thì rõ ràng ba cái đều cả là không tốt đẹp. Như vậy thì hỏi làm sao mà có được cái sự suôn sẻ, có sự mà may mắn được. Cho nên là các em nam hay nữ mạng thì tháng Chạp năm nay cũng là cái tháng kết thúc của cái giai đoạn 10 năm đại hạn, thì các em cần cẩn thận ha. Có nhiều cái xui mà trong 10 năm nhiều khi nó không chỗ ra, thì có tháng cuối cùng thì nó chỗ hết, thì các em cần cẩn thận nhiều thứ ha. Do nếu không là còn có một tháng nữa gọi là chín đấm rồi, không? Một nhéo là còn thêm chéo nữa là hết cái đại hạn mà không chịu nổi, để mà xảy ra bất trắc thì nó quá đáng tiếc. Được vào năm tới, năm Kỷ Hợi thì đối với người Kỷ Mùi rất là ok. Cho nên là thật sự mà nói thì cố gắng lên. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tử vi của cái người Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam hay nữ mạng. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người Kỷ Mùi cùng được biết và ứng dụng vào cuộc sống, vượt qua 6 tháng cuối năm với nhiều cái bất trắc và khó khăn, đặc biệt là cái tháng 12 âm lịch. Ai chưa đăng ký kênh Anh Bà Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo về tử vi, có thể là tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.